tiếp theo tập trước sau khi đến ngã ba chiến trường tần nam nói với huyết nhãn huyết nhãn tiền bối chúng ta không nên chậm trễ nữa bây giờ hãy đến chiếm phúc địa tốt nhất của chiến trường lục hoang thôi thế là huyết nhãn đồng ý hai người cùng nhau hóa thành hai đạo ánh sáng và bay đi mất hút rất nhanh hai người đi phi hành qua vị trí của rất nhiều người trên sông đám người trên thuyền bàn tán với nhau hai người này rốt cuộc đến từ đâu nhỉ vậy mà có thể dùng sức của bản thân mà vượt qua được cả biển lớn một tên lên tiếng bán bộ thiên thần chẳng lẽ bọn chúng muốn tranh đoạt phúc địa với chúng ta lúc này một tên khác cũng gần giọng lên tiếng đó là tần nam lúc này có một tên đứng lên rồi hô lớn các vị đạo hữu chúng ta hãy hợp tác với nhau để đánh bại chúng trước sau đó hãy chiếm cứ phúc địa sau thế là đám người hô hào đồng ý tần nam vừa phi hành vừa nghĩ biết ngay là bọn chúng không để yên cho mình mà huyết nhãn thấy bọn người kia truy đuổi lập tức thi triển huyết nhãn thuật sau đó phi thân thẳng đến chỗ đám người kia và nói thật to mau tránh ra huyết nhãn nói với tần nam tần nam chúng ta cần một chiếc thuyền đã tần nam lập tức đồng ý sau đó hắn nhảy xuống một con thuyền đồng thời hất văng một tên bay ra ngoài rồi tần nam nói với huyết nhãn huyết nhãn tiền bối lên thuyền đi huyết nhãn lập tức lên thuyền rồi nói với tần nam đám người này kéo đến đây nhanh như vậy có lẽ là muốn có bí mật của ngươi vì lục hoang thạch đám người trên thuyền lập tức nói với tần nam tần nam ngươi hãy cho chúng ta biết bí mật của lục hoang thạch bọn ta sẽ để ngươi an toàn rời khỏi đây tần nam trả lời nếu các ngươi muốn biết thì dựa vào sức của mình mà lấy đi lúc này đám người trên thuyền đã cùng nhau thi triển linh lực một tên gào mồm lên được thôi vậy thì hãy xem những chiêu thức của bọn ta đây thế rồi tên này vung tay đánh về phía tần nam một cái trường ấn những tên khác cũng liên tiếp đánh ra những trường ấn khác về phía hai người tần nam tần nam nhẹ nhàng vung tay một luồng hắc khí tuôn ra rồi nói lớn đó là tất cả sao tần nam vung tay đánh ra một chiêu khoa thiên nhất kích một cỗ kình lực khổng lồ đánh ra lập tức đã có mấy tên xấu số bị thổi bay toàn thân vỡ nát đám người còn lại vội vàng hét lên không tốt là hắn cố tình che giấu tu vi mọi người hãy tản ra duy trì khoảng cách rồi tấn công hắn từ hai phía nghe xong lập tức đội hình của bọn kia tách ra làm hai sau đó những cột sáng hổng lồ hình thành trận pháp thái vũ xa trận vây lấy hai người tần nam và huyết nhãn vào trong tần nam bên này vung đoạn thiên đao rồi hỏi ngươi ở đó đúng không thế là vung một chiêu thiên hoang nhất đao chém xuống lập tức có kẻ đã bị lên bảng đếm số trực tiếp bay màu mấy kẻ khác trông thấy thì gào mùng lên tứ cực chi cảnh mau chạy đi thế rồi bọn chúng lập tức quay xe chín cút tần nam lúc này vung tay lên những dòng linh quang ảo ạt phát ra hắn lớn tiếng hỏi muốn chạy sao các ngươi không có cửa đâu đừng có nằm mơ đám người lúc này bắt đầu đe dọa tần nam tần nam ta là nội môn đệ tử của văn lang tiên vương tần nam nếu ngươi giết ta thiên vũ thái hoang nhất định sẽ không tha cho ngươi tần nam lại mỉa mai muốn báo thủ thì cứ việc tới tìm ta sau đó thi triển ra chiêu chiến thần thức thứ tư vạn không tuyệt sát sau đó vung đoạn thiên đao ra chém ra một đường những tia hoàng quang quét qua người bọn kia lập tức có một đám người đã bị bay màu khói bốc nghi ngút một tên ngơ ngác hỏi đó là loại chiêu thức gì vậy bên này huyết nhãn cũng bắt một cái pháp quyết sau đó thì thầm nghĩ nhân cơ hội này huyết nhãn tung ra chiêu thăng thiên huyết long thuật lập tức một con rồng bằng máu xuất hiện con giống cứ thế đánh thẳng vào đám người đang đuổi theo phá tan nát hết thuyền của bọn chúng một tên bỗng nhiên thông minh đột xuất hắn ta liền nói ta phải dùng đồng thuật để đối phó bọn chúng tốt nhất là giữ khoảng cách bên này tần nam đã cầm đoạn thiên đao lên rồi gáy muốn giữ khoảng cách hay không thì phải xem ta có cho ngươi cơ hội hay không đã tần nam lập tức phi thân đến chỗ hắn và dùng một chiêu khoa thiên nhất đao tên dâu ria lồm xồm hai tay kết ấn lập tức thi triển chiêu thức bách thắng thiên lưu thủy lập tức một cái kết giới đã xuất hiện rồi ngăn cản đoạn thiên đao tên này lập tức tạo thêm những dòng tử khí uốn quanh cơ thể hắn bắt đầu ra rẻ vì ngươi chủ động tìm chết cho nên ta sẽ thành toàn cho ngươi thế rồi hắn đánh ra một chiêu thiên không tinh tử những đạo tử sắc quang mang ảo ảo cuốn quanh cơ thể tần nam tần nam vội vàng dùng băng diệt lĩnh vực để bảo vệ cơ thể đồng thời thôn phải tử khí của tên kia tên kia lại tiếp tục bắt quyết và hỏi ngươi cho rằng như vậy là hết sao Tần Nam lúc này vung đoạn thiên đao lên rồi hỏi, vậy sao? Thế rồi vị trí của Tần Nam bùng phát lên một vũ nổ, thân thể Tần Nam rơi thẳng xuống dưới, vị trí của hắn lại rơi đúng vào con thuyền của tên dâu dìa kia. Huyết nhãn bên này lo lắng gọi to, Tần Nam, thế rồi tên dâu dìa khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ ngăn hắn lại. Lập tức đã có ba tên nhảy lên thuyền của Huyết nhãn và nói, xin lỗi, ngươi không thể đi được. Tên dâu dìa lúc này bắt đầu ra rẻ, có trách thì tự trách ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết thôi. Tần Nam lúc này ồ lên một tiếng rồi tỉnh queo nói, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị gì sao? Lúc này, trong tử vong thủy tinh xuất hiện vô số lam quang lập tức thương thế của tần nam đã được chữa khỏi bừng bừng khí thế tên dâu ria trông thấy thì méo hết cả mặt thầm mỹ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy cảm ơn các bạn đã xem nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và một bình luận để nhanh ra tập tiếp theo nha và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều bye bye